Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học tự lập trình C++. Hôm nay chúng ta sẽ giải bài tập C++ 27 trong series về list trong C++. Bài tập yêu cầu các bạn viết chương trình nhập vào một list thì cái ý này chúng ta làm rất nhiều rồi, chúng ta sẽ chữa nhanh ý này nhá. Sau đó thì bài tập yêu cầu là in ra xem có bao nhiêu chữ số nhỏ hơn 5. Ý số 2 là chúng ta sẽ in ra vị trí index của các cái chữ số nhỏ 5 chúng ta vừa mới tìm được. Các bạn mở video lên này. Nốt đề bài này đầu tiên giống ngoài trước chúng ta sẽ cho người dùng nhập vào n đúng không tvk tap tap mời nhập vào số phần tử n phần này sẽ chữ nhanh nhé bởi vì phần trước chúng ta làm rồi mà F kiểu nguyên int n bằng int chấm các bạn vẫn phải làm nhé bởi vì chúng ta mới làm mới học ấy thì nó sẽ chưa quen đâu nên các bạn hãy tự code đi console chấm readline để chúng ta đọc cái dữ liệu và gán sang bnn chúng ta sử dụng tiếng việt nên là cần gì console chấm encode cứ làm từng bước một như này encode output à, encode rồi sau khi có thằng n rồi bây giờ chúng ta khai báo list l này mở ngoặc nhọn ra là gì int Kiểu nguyên đúng không thì nó gợi ý như này chúng ta tab luôn nó gần đúng ý chúng ta rồi sửa mỗi tên biến thôi sửa thành danh sách ds như này chúng ta duyệt vòng for để cho người dùng nhập vào thôi for này inti chạy từ 0 đến i nhỏ n i cộng cộng đó chúng ta cho người dùng nhập vào dvk tap tap nhập vào phần tử thứ thứ gì đó không này của dãy ra ngoài chúng ta ấn phẩy này và chúng ta truyền vào y cộng 1 tại sao y cộng 1 thì hôm trước nói rồi tiếp theo chúng ta add danh sách vào đúng không ạ danh sách add danh sách add chấm int chấm path ép kiểu nguyên cho dữ liệu nhập vào và chúng ta add vào cuối danh sách mở ngoặc console chấm readline cái này chúng ta thực hiện rồi nên làm nhanh thôi nhá xong bước danh sách bây giờ chúng ta xuất danh sách danh sách, thì bạn dùng gì? for x đúng không? cvk tab tab này, danh sách bạn vừa nhập là hai chấm bây giờ chúng ta dùng for x này for x này, int i in danh sách tức là duyệt từng phần tử trong cái danh sách rồi chúng ta xuất ra thôi hoặc nhọn này cvk tab tab này xuất thằng i ra, cộng với dấu cách để mỗi phần tử cách nhau bởi một dấu cách dùng write để xuất trên cùng một hàng Đó. thì các bạn cứ vừa cốt các bạn vừa nói ra mồm như vậy sau khi xong đây chúng ta dùng cvf tab tab này console số line để xuống dòng để sau này chúng ta có xuất cái gì thì nó không bị nối đuôi vào cái dòng bên trên do dòng bên trên chúng ta đang dùng write. ra ngoài cùng này chúng ta dùng cái thằng còn số chấm nữa để dừng màn hình lại chấm read key Viết like cũng được Viết này em 5 Ở đây nó báo lỗi gì đây Chỗ này chúng ta thiếu một cái ngoặc này Thấy đỏ không có Cái ngoặc này là của cái thằng ad Rồi em 5 lại nhá Đây mời nhập vào số phần tử Con nhập 4 phần tử Nhập 1, 2, 3, 4 Đó Thì con nhập được 4 phần tử thì nó sẽ báo là danh sách bạn vừa nhập là 1, 2, 3, 4 như vậy chúng ta đã xong cái ý là nhập danh sách từ bàn phím. Sang ý tiếp theo này, đây mới là câu hỏi của đầu bài này. Chúng ta sẽ viết code trước còn số đích kỳ nhá. Và yêu cầu là chúng ta in ra xem có bao nhiêu chữ số nhỏ hơn 5 ở trong cái danh sách đấy. Thì chúng ta chỉ cần duyệt và thông báo thôi đúng không? Duyệt vòng gì? Đếm nên là chúng ta cần một cái biến đếm trước đi, int đếm bằng 0. Chúng phải có bao nhiêu số đã là đếm luôn luôn có một cái biến đếm ban đầu bằng 0. Chúng ta duyệt thôi. Duyệt for này, có ạ có x, x. int y in sách duyệt từng phương tử 1 và kiểm tra xem nếu mà thằng y này mở ngoặc y mà nhỏ hơn 5 thì tăng biến đếm lên cộng cộng đúng không ạ đếm cộng cộng tăng biến đếm lên một thôi ra ngoài chúng ta xuất ra thôi là gì c với kép có không này phần tử nhỏ hơn 5 trong danh sách Đó. và bây giờ ra ngoài chúng ta chuyển vào gì chuyển thằng đếm vào đi đếm vẫn chắc chắn vào đây có đếm phần tử nhỏ năm trong danh sách em năm nhá cái for và for x các bạn làm nhiều và các bạn sẽ quen và các bạn nhìn một phát các bạn biết ngay nó ra cái gì luôn nhá nhập vào bốn phần tử này chẳng như chúng ta có n bốn nhập này một bốn bảy tám thì nó sẽ báo là danh sách vừa nhập là một bốn bảy tám có hai phần tử nhỏ hơn 5 trong danh sách đúng không? Số 1 và số 4 nhỏ hơn này, đúng chưa? ý số 2 này là gì? Là chúng ta in ra vị trí index của các cái số nhỏ hơn 5 mà các bạn vừa tìm ý. Thì các bạn hình dung là khi chúng ta kiểm tra và chúng ta view ra index thì các bạn sẽ sử dụng for nhé. Thay vì for x, for x là gì? Nó đẩy ra từng phần tử một trong danh sách còn thằng for bình thường ấy là các bạn sẽ duyệt từ đầu đến cuối của danh sách và chúng ta đưa ra số index đúng không? Đưa ra index thì chúng ta sẽ dùng for nhá, for này. Chúng ta phải phân biệt được for và for x. For int i bằng 0 chạy đến y nhỏ hơn. Rồi, y nhỏ cái gì đây? Danh sách chấm cao. Nhá. Và mỗi lần chúng ta tặng tăng lên một danh sách chấm cao nó trả về cái gì biết không biết đâu. Trả về số phần tử của danh sách. Chúng ta sẽ chạy index từ 0 cho đến sát cái thằng danh sách chấm cao này nhỏ hơn danh sách chấm cao để chúng ta đẩy về phía index đúng không rồi các bạn mở nhọn ra các bạn cvk tap tap này các bạn viết luôn thằng y ra các bạn kiểm tra nếu như các bạn vẫn chưa nhớ vấn đề này các bạn F5 này chúng ta nhập vào là 4 phần tử chẳng hạn thế 4 phần tử nhá nhập các giá trị là 1 2 3 4 đó thì danh sách như này có 4 phần tử nhỏ 5 đúng không và cái thằng for của các bạn chạy này nó sẽ chạy index là 0, 1, 2, 3 đúng chưa thế thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra thêm là thằng danh sách tại cái index này này nó có nhỏ hơn 5 không Đó. đây thay vì chúng ta xuất thằng index nó ra bây giờ chúng ta phải kiểm tra đúng không nếu danh sách tại vị trí index tức là tại y mà nhỏ hơn 5 nhỏ 5 chúng ta làm gì chúng ta xuất thằng y ra thôi đúng không? xuất index ra đúng không? ạ thì các bạn sẽ sử dụng con số right để chúng ta xuất trên cùng một dòng cho nó đẹp thay vì các bạn viết nó dành hoàng xuống thì bây giờ chúng ta xuất trên chỉ cùng một dòng xuất thằng y ra và chúng ta cộng với một nháy kép cách ra để mỗi một cái thằng index nó cách bởi một chỗ cách ra thế thôi rồi ở trên này các bạn viết ra một dòng thông báo nữa là gì tvk tap tap này à, vị trí index của các số nhỏ hơn 5 trong dãy là à, vị trí index của Các số nhỏ hơn 5 Trong dãy là 2 chấm như này Đó Em nằm nhá Xem có đẹp chưa Đây là trình bày thôi Nó nhập phần tử 4 phần tử này 1, 2, 8, 9 Đó Thì nó bảo là Có hai phần tử nhỏ 5 này Và vị trí index Của các số nhỏ 5 Trong dãy là Là 0 và 1 Đúng chưa Các bạn nhìn thấy không Index 0, index 1 này Đó Thì bài tập hôm nay đến đây là kết thúc rồi chủ yếu chúng ta rèn luyện lại cách chúng ta tạo một list do người dùng nhập vào ôn lại bài hôm trước tiếp theo là chúng ta sử dụng thành thạo vòng for x và vòng for đó. quan trọng là hai cái này thôi thì hy vọng là các bạn đã làm được bài tập này rồi còn các bạn có cách nào khác hay hơn các bạn hãy để cái post cái code của các bạn xuống dưới bình luận nhé để mình sẽ tham khảo và các bạn khác sẽ cùng học cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi